Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này: Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này, ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi. Người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mà và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó và tiêu hủy thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đến dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứ ai thì mời vào dự tiệc cưới. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Đoàn vua đi vào quan sát những người dự tiệc và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới? Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: Trói tay chân nó lại, ném nó ra vào nơi tối tăm, và đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng, vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, vấn đề dựng vợ gả chồng cho con cái, đó là mối bận tâm của những người làm cha làm mẹ. Khi mà nó đã gặp được người mà nó yêu, nó thương, thì cha mẹ chuẩn bị thứ nhất, đó là lễ dạm hỏi, rồi lễ hỏi, rồi lễ cưới, rồi tiệc mừng. Và trước đó thì chúng ta có in thiệp. Tùy gia đình khá giả, có khi là cái thiệp là đắt tiền, có khi cái thiệp là đơn sơ đơn giản. Và chúng ta cử người đi mời những người mà họ hàng quan trọng trong hoàng tộc, trong gia tộc, thì đích thân cha mẹ đi mời. Đây cũng là một cái nét rất là hay, bởi vì mời bà con láng giềng đến trước hết là để chia vui với gia đình, và đồng thời chúc mừng cho cô dâu chú rể rồi nhập tiệc. Gia đình nào khá giả thì là khách sạn, nhà hàng 3-4 sao, còn gia đình nào mà thường thì có thể làm ở nhà hay là khách sạn, nhà hàng tầm thường thôi. Dù sao thì chúng ta cũng phải tổ chức đám cưới
cho con cái của chúng ta. Người ta nói là cả đời mới có một lần đấy, phải làm là sao cho nó tốt đẹp. Nhưng mà cũng lưu ý là đừng quá tốn kém, nhất là vấn đề chụp hình. Khi mà chụp hình xong rồi thì chúng ta coi, nhưng mà rồi sau đó những năm tới có coi không, đấy cũng là một cái vấn đề mà hôm nay gợi lên cho ông bà anh chị em. Nhất là các bạn trẻ thích đi chụp hình đủ mọi thứ kiểu, cả mấy kiểu hình, mấy trăm kiểu hình, rồi cuối cùng làm sao? Đấy, đấy cũng là một vấn đề đặt ra cho ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ. Nhất là vấn đề mời, chúng ta mời như thế nào? Đương nhiên là những người trong họ hàng thân thích rồi, rồi những bạn bè, những người thân quen. Đấy, đấy là vấn đề mà đặt ra cho ông bà anh chị em, vấn đề là cưới hỏi cho con cái, rồi mời thiệp, rồi tiệc. Đấy, và bây giờ nếu mà chúng ta mời chẳng hạn là đặt 50 bàn mà người ta đi có 30, dư 20 thì chúng ta nghĩ như thế nào? Mời khách mà bây giờ khách không tới, nhất là cha mẹ rất là buồn, thấy cái nét mặt nữa là thấy sầu não rồi. Đấy, đến giờ rồi mà phòng tiệc còn rỗng. Đấy, đấy cũng là nét mà gợi lên rất là thực tế. Thì hôm nay thưa với ông bà anh chị em, từ cái thực tế mà ông bà anh chị em đã được chứng kiến, đã được mời đi tham dự, bài tin mừng hôm nay Thánh Matthew ghi lại cũng là tiệc cưới. Nhưng cái tiệc cưới này nó quan trọng, bởi vì con của ông vua. Đấy, con của ông vua. Hồi thời phong kiến là vua, nhưng mà bây giờ là chẳng hạn là con của chủ tịch nước, con của ông tổng bí thư, hay là con của ông thủ tướng. Đấy, thì những người mời như thế nào? Đấy, thưa ông bà anh chị em, bài tin mừng gợi lên cho ông bà anh chị em cái hoàn cảnh ông vua mời những khách gọi là VIP đó, họ không đến. Lần thứ nhất khi đã mời tiệc rồi, nhắc sai đầy tớ đi nhắc, rồi chưa thấy động tĩnh gì, sai đầy tớ lần thứ hai đi nhắc, tiệc đã sẵn sàng rồi, xin mời tới, không ai tới, lấy lý do thế này thế kia. Đương nhiên là ông vua không những buồn mà là còn tức nữa đằng khác. Bởi vì trước hết là vấn đề lịch sự, thứ hai mình là một vị vua mà khách mời không đáp trả. Do đó tin mừng ghi lại ông ấy nổi giận. Ông nổi giận, và cái nổi giận của một ông vua đối với những người mà không đáp lại cái lời mời của ông thì hậu quả như thế nào? Trong tin mừng, chu di giết tất cả. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai, khi mà những sách VIP mời không tới thì bây giờ bàn tiệc dư thừa thì như thế nào? Đổ đi hay sao? Không. Bây giờ ông bảo các đệ tử, bây giờ các anh ra cả ngã ba đường, phố xá mời mọi người vào dự tiệc cưới. Đấy. Và các đệ tử nghe lệnh đi ra các ngã ba đường, mời bất luận tốt xấu vào dự tiệc. Khi phòng tiệc đã đầy rồi thì ông vua đích thân đi xuống quan sát. Và khi ông quan sát rồi thì ông thấy một người không mặc
y phục lễ cưới. Ông mới hỏi: này bạn, sao bạn vào đây dự tiệc cưới mà người bạn lại không mặc y phục lễ cưới? Chi tiết của tin mừng chúng ta nghe: người đó làm tinh. Chúng ta nhớ cái kiểu đó, người đó làm tinh. Mà làm tinh tức là nhận mình khuyết điểm, nhận mình lỗi. Đấy. Nếu ông cãi lại thì bây giờ các đầy tớ anh mời tôi bất luận thế nào, tôi đâu có đúng chuẩn bị gì đâu. Không, tin mừng không ghi lại, mà ghi lại là anh đó làm tinh. Tôi muốn nhắc cái điều đó. Và ông vua đã loại trừ, bắt trói và tống vào ngục. Xin mở một dấu ngoặc: cái áo cưới đây là cái gì? Một số nhà chú giải, khi đám cưới ở người Do Thái, người ta để các cái áo. Đấy, người ta giải thích như vậy. Hoặc là các cái lu nước để rửa tay, rửa chân. Bởi vì ăn là ăn bốc, chứ không ăn đũa muỗng như chúng ta. Thế thì phải rửa tay, rửa chân, rồi khoác cái áo vào. Đấy, đấy là một số nhà chú giải. Anh này có vẻ vội quá. Lần đầu tiên trong đời được ông vua mời tự tiệc cưới thì ông quái quái ao ao chạy vô. À, thấy cái chú giải thứ nhất người ta cắt nghĩa, nó không có hợp lý. Cái chú giải thứ hai, đó là cái con người đó, cái tâm hồn không có trong sạch. Đấy, không có trong sạch. Đó là cái giải thích thứ hai. Cái giải thích thứ ba, theo người Công giáo là không có lãnh nhận bí tích rửa tội. Đấy. Và cái giải thích thứ bốn, đó là cái con người đó không xứng đáng, nhưng mà cũng cứ việc vào. À, biết mình không xứng đáng nhưng mà người ta mời mình cứ vào, vào đại này. Đấy. Thế thì mấy cái những giải thích đó đều chỉ vào cái áo cưới. Cái áo cưới. Qua dụ ngôn này đi vào cụ thể để ông bà anh chị em có dịp suy nghĩ. Thời đại cứu độ của Đức Kitô chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, khi Chúa Kitô chưa xuống thế làm người, thì Thiên Chúa cũng đã sắp đặt cho dân Do Thái, trước hết là khỏi ách nô lệ Ai Cập trở về đất hứa, và giúp cho họ phát triển đời sống càng ngày càng tốt, rồi cho họ những ông vua để cai trị họ. Và họ luôn luôn chống lại Thiên Chúa, họ luôn luôn tìm mọi lý do để chống lại Ngài. Nổi bật là các vị biệt phái thượng tế luật sĩ. Đấy cũng là những cái hình ảnh đầu tiên như vậy để chúng ta thấy. Họ từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa. Cái giai đoạn thứ hai trong lịch sử cứu độ, đó là Đức Kitô xuống thế. Trong gần 3 năm trời, Ngài đi rao giảng tin mừng. Ngài kêu gọi những người này, những người kia, và tất cả mọi người đều được mời để vào nước trời. Không những chỉ người Do Thái mà các dân tộc ngoại giáo cũng được mời để vào dự nước trời. Vậy thì cái thời cựu ước, cái thời tân ước thì chúng ta thấy rất rõ và được thể hiện qua cái tiệc cưới. Những người đầu được mời không dự
Đó là thời giai đoạn lịch sử đầu. Và những khách được mời sau này, khi cái đầy tớ ra các ngã ba đường, thì những người đó là chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý ông bà anh chị em, nhưng đi vào thực tế, thánh lễ là một bữa tiệc cưới mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta để đi tham dự. Nhưng trong những người đi tham dự, chúng ta cũng thấy có những người tốt, có những người không tốt. Đấy. Rồi cái tiệc cưới được dọn sẵn, tức là thánh thể Chúa, nhưng có người lại không ăn, đến để coi người ta khác ăn. Đây cũng là một cái hình ảnh không mặc áo cưới đó. Đi vào thực tế cụ thể, chúng ta thấy rất rõ. Đi dự tiệc cưới mà ngồi ở mãi đâu đâu, rồi đến nhìn người ta ăn tiệc, chứ còn mình không ăn. Đấy, mặc dù mình được mời, mời một cách này hay cách khác, chúng ta đến dự tiệc. Thánh lễ là một bữa tiệc mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta tham dự. Đấy, đi vào thực tế để mỗi người chúng ta tự suy nghĩ. Có lẽ chúng ta nhìn cũng rất nhiều người, khi đi tham dự thánh lễ, chúng ta cũng không có một cái tâm hồn sẵn sàng, giống như đi ăn cưới mà không mặc áo cưới, hoặc là đến nhà thờ nhưng mà nhìn người ta ăn còn mình thì không ăn. Đấy là vấn đề đặt ra qua dụ ngôn lễ cưới mà Tin Mừng ghi lại, để mời gọi mỗi người chúng ta suy nghĩ. Chúng ta đến với Chúa dự bàn tiệc thánh thể, tiệc cưới ngày hôm nay và tiệc cưới nước trời ngày sau, chúng ta có cái tâm hồn như thế nào? Có mặc áo cưới để đi dự tiệc cưới hay không? Đó là vấn đề đặt ra để mỗi người chúng ta suy nghĩ. Xin mời công đoàn tiếp tục thánh lễ.